trong này là phòng tập yoga hay sao các bạn? Phòng tập. Vô đây cứ cắm đầu mà đi thôi chứ không biết mình đi đâu, không có điểm đến các bạn ơi. Rộng lớn thênh thang quá. Điểm mà mình muốn đến đó là cái shop mà bán đồ đồng giá các bạn. Đây là lẩu và đồ ăn. Đây có lẩu con chiều. Đây ở trên này là khu trò chơi. Đi xe này các bạn, mô tô quá trời mô tô luôn rồi. Người ta review, người ta bắt ở dưới, người ta review lên, mình bắt ở trên, mình review dài xuống. Giờ mình sẽ xuống lầu 3 nha các bạn. Mình sẽ review ngược xuống dưới. Xuống lầu 2 nha các bạn. Cái siêu thị đồng giá 40.000 nằm ở đâu cũng chả biết luôn. Thì cứ đi vậy các bạn ơi, chứ không biết điểm đến là ở đâu. Hả? Số lầu 1 hả? Đi xuống lầu 1 luôn nha các bạn. Siêu thị đó ở đâu em? Có cái siêu thị. À, đây là cái máy máy quýt thử vận may. Em hên biết đâu chúng iPhone XS Max sao. Playcam nè, máy ảnh nè, Apple Watch có đầy cao nữa các bạn. Xong chơi thử hộp ha. Nè, mình quay đây. Quay nè. Ok, giờ mình sẽ chơi thử một hộp nha các bạn.
tắt rồi. Kệ nó, tắt màn hình đó à. Rồi sao? Làm vô màn hình đó, sáng. Chưa? Ừ. Chọn cái hộp nào còn nhiều nhất. Cái số 1 này còn nhiều nhất các bạn. Còn có 1 mà. Đó. Ok. Trước này nặng quá các bạn ơi. Có khi nào iPhone XS Max thiệt không? Em đẩy cái này không anh, nó sao này đau quá vậy? Dẹo quá. Mở ra đi. Cái gì? iPhone rồi. iPhone hả? Chuột cái gì? Cái gì? Chuột cái gì? Ủa cái này cái gì vậy? Cái đó cái gì vậy? Con cái đèn. Cái gì vậy? Đó nhưng mà biết. Cái đèn. Cái đèn. Ok được cái đèn các bạn ơi. Nói nhiêu tiền được cái đèn đó? 100 ngàn. Chọn nổi nhiêu nè. Chọn. Còn pin không hả? Thế rồi. Đắt nhất là 50. 100 ngàn của mình đây nha các bạn. Bấm vô rồi thanh toán. Chọn cái nào nữa đi rồi thanh toán. Đi. Có hai anh cũng đang thử vận may nha các bạn. Cái đó, 3 cái rồi kìa. 3 cái rồi. Số bỏ 1 cái chứ. Rồi mày bỏ vô đây mình đem về. Đó, rớt ra rớt mạnh quá vậy, có iPhone chổng bể màn hình sao tại. Rồi cái quà là cái gì? Chết mẹ, nhẹ quá. Má này cứng quá vậy. Nặng nặng mới được, nhẹ giống như em là không được. Vui luôn. Vui cho bạn quay thôi luôn. Vui bóc luôn các bạn ơi. Nhẹ chuột cái gì. Nhẹ gì vậy? Ổ gì đấy, lão gì đó. Cái này là thấy là khó rồi. Ôi trời, mèo chuột. Cái đèn ngủ, đừng nói cái đèn ngủ nha. Cái quạt. À, cái quạt. Rồi, lỗ rồi. Cái này trả lại hả? Để nó vô. Bịu quá. Chân miếng. Anh kẹo chưa cô la? Biết. Mới làm chúng á hả? Không em cái đèn. Đây cái máy quay của em. Cái đâu mới chúng quay. Cho nên chúng được GoPro ngon lắm à. Cái iPad. Kéo bằng cái nữa cũng vậy nữa. Ôi sao không bắn. Ở cái này về tặng vợ được. Đồ trang điểm. Được được được. Mình mua cho nó. À, ok mình đi trước các bạn ơi. Rồi đây chút xíu ơi. Có điện thoại mới không? Không có gì ở đây coi. À, không có gì cảm ơn. Có chỗ nào gửi không đây? Gửi gì à? Không có gì gửi. Muốn gửi thì qua bản gửi không? Đem vô mình. Thôi cầm đi. Thôi cầm đi thì cầm lại đi. Mấy cái giỏ rồi thì có mua gì mua. Ok mình lấy cái giỏ lát mình có mua gì mua nha các bạn. Lấy đó ra họ tính tiền á. Em đẩy em. Anh quay cho.
đi kiếm tôm hùm Alaska các bạn. Kiếm mua lại chừng 2-3 con gì về luộc nước dừa review vậy nữa. Quá trời trái cây luôn các bạn ơi. Cherry hả? Cherry ăn hoài vậy. Cá điêu hồng. Còn cá này con cá gì ta? Cá ngừ. Cá ngừ đại dương. Kiếm mua một vài chai nước gì lạ lạ về bỏ tủ lạnh uống các bạn ơi. Cái chai này cái chai gì không biết luôn. Sữa. Bệnh quá các bạn ơi. Đi vô đây mà đi vòng 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 ho cạch 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 dưới này hồi đem đi cách ly luôn. Em mua nước ớt á. Mua ớt mua rồi chưa làm rồi. Mua thêm một hai cái nước ớt gì á về để dành mình làm clip nha các bạn. Quần áo. Bên đây là bánh kẹo. Cái này các bạn nhỏ mà đi vô đây là không muốn ra luôn nha các bạn. Quá trời kẹo luôn. Giờ mình sẽ kiếm cái kẹo gì đó mua cho em gái mình nha các bạn. Mua cái trứng khủng long cho nó nè. Trứng khủng long nè. Cái này Pikachu. Ai biết kẹo gì? Chứ cái gì mà độc lạ mua cho nó. Thạch dừa kìa. Trời. Thôi hồi chắc cách ly thiệt quá các bạn ơi. Mi. Mình rất là thích ăn mì này luôn nha các bạn. Mì này bữa anh ăn ở nhà phải không? Hạnh cho. Wow. Nước ốp. Quá trời nước ốp luôn. Kiếm cái hũ sa tế. Tương ớt. Nước tương. Sao không có hũ sa tế đó ta? Sa tế tôm. Ủa sao này không có để giá ta. Hủ sa tế tôm 114.000 nè. Đâu có anh nói chơi á. Không có đó sa tế cho limit mà mình ấy hoài mà. Nè. Đây nè. Ừ. Hai hổ luôn.
mua hai hũ sa tế là giờ thấy chết hai con gà nữa đó. Ok các bạn ơi, mình sẽ mua một hộp kim chi cải thảo chai nha các bạn. Bỏ vô. Này gì vậy? Phô mai. Phô mai. Thịt bò của bé hả? Thôi đi. Đi. Giờ là tính tiền các bạn ơi. Ủa em đi đâu em? Bên đây nè, sao không đi vậy? Kìa đắng kìa. Ra chợ mình tìm mua cái gì đó về để làm món quay video cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ về nha các bạn. Ok, bây giờ về nhà thôi các bạn ơi. Let's go.
đầy bình rồi, tiếp tục thôi. Tai nạn xe các bạn ơi.